gặp gỡ các chuyên gia cùng trao đổi ý tưởng, cập nhật những xu hướng mới nhất, từ đó giúp bạn dễ dàng hoạch định cho một đám cưới tương lai. Chào các bạn, mình là Louis Wu. Chào mọi người, mình là Tú. Welcome to Masterclass by Bảo Nam. Xin chào tất cả mọi người, tôi là nhà thiết kế Trương Thanh Hải. Cưới là của hai bạn, còn tiệc là của gia đình và bạn bè. Một phong cách hình ảnh cưới khá là mới ở Việt Nam, đó là Wedding Photo Tourism. Trong một cái đám cưới có rất là nhiều thứ phải chuẩn bị, và hoa là nó sẽ nói lên được cái tinh thần của chủ nhân của bữa tiệc. Phong cách này nó bắt nguồn từ đâu? Các wedding photographer theo phong cách này làm việc như thế nào? Đối với tôi, mỗi chiếc áo cưới nó đều mang một cái giá trị rất là riêng biệt. Nếu như hai bạn vẫn còn đang băn khoăn làm thế nào để tổ chức một tiệc cưới ấm cúng, ý nghĩa hay vui vẻ, và các bạn cần phải nói chuyện, cần phải bàn bạc với wedding photographer đó như thế nào, thì giống như các bạn cần phải chuẩn bị tông màu, chủ đề của bữa tiệc, rồi xe hoa, rồi bó hoa cưới, bouquet cầm tay, cũng như các cái centerpiece trên bàn. Mọi thứ nó phải tổng thể và nó rất là nhiều cái chi tiết cần thiết để cho một cái tiệc cưới nó thực diễn ra một cái cách thuận lợi. Mỗi bộ sưu tập áo cưới tôi tạo ra, tôi đều mang đến những cái nhìn mới, những cái góc độ mới, những cái ý niệm mới, để làm sao áo cưới luôn luôn cập nhật được những cái phong cách thời trang trên thế giới, và nó vẫn mang hơi thở của thời đại, hơi thở của Việt Nam. In every little way, you got my path, drive my fears away. Hẹn gặp các bạn tại Masterclass của quý chuyên gia Trương Thanh Hải, Louis Wu, Bảo Nam và Tú Lê, được tổ chức tại Thiên Đình Sài Gòn cho sự kiện Wedding Trends ngày 24 tháng 8 2021 và 25 tháng 8 2021.